Số 628, Kinh Vị Tằng Hữu Chánh Pháp Quyển 5. Lại nữa, này Đại Vương, Pháp hy hữu rất sâu xa, khó lãnh hội, là tướng tịch diệt của tất cả Pháp, chẳng nắm bắt, chẳng xả bỏ, chẳng tụ tập, chẳng tan rã. Do nhân duyên sinh, không có chủ tể. Do duyên sinh nên chẳng phải mình, chẳng phải người. Các Pháp không có tự tánh, vì tự tánh là không, nên nó không có sở đắc. Do không sở đắc nên tất cả Pháp tịch tỉnh. Tướng tịch tỉnh là tướng chân thật. Đại vương nên có lòng tin chân chánh, nên tu học như vậy, nên quán sát như vậy. Nếu học như vậy là lìa tất cả tướng, chẳng phải có sở học, chẳng phải không có sở học, không được không mất. Nếu hiểu rõ như vậy là chánh giải thoát. Tướng giải thoát là các Pháp. Tánh không của các Pháp là nghĩa chân thật, tức là không chấp trước, không hạn ngại, nên đó gọi là Pháp hy hữu vô thượng. Lại nữa, này Đại vương, ông nên biết rằng nhãn căn chẳng nhiễm chẳng tịnh. Vì sao? Vì tự tánh của nhãn căn vốn chân thật, nhĩ tỷ thiệt thân ý căn cũng chẳng nhiễm chẳng tịnh, vì tự tánh của chúng vốn chân thật. Này Đại vương, sắc chẳng nhiễm chẳng tịnh, thọ tưởng hành thức cũng chẳng nhiễm chẳng tịnh. Vì sao? Vì tự tánh của uẩn vốn chân thật. Cho đến tất cả Pháp cũng như vậy, chẳng nhiễm chẳng tịnh, vì tự tánh vốn chân thật. Đại vương nên biết, tâm không có hình tướng, nên mắt không chỗ quán, tâm không chỗ trụ, trong ngoài chẳng giữa đều không thể tụ đắc. Vì sao? Vì tự tánh của tâm chẳng nhiễm chẳng tịnh, không tăng giảm, không động chuyển. Cho nên, này Đại vương, nên quán như thật, đừng có nghi ngờ, hãy trụ vào Pháp chân thật. Vì tâm này chân thật nên các Pháp cũng chân thật. Này Đại vương, ví như hư không, lìa các sắc tướng, cũng không động chuyển. Nếu có người nói ta lấy khói, mây, bụi, sương, làm ô nhiễm hư không, thì điều này ông có tin không? Vua trả lời, không. Vì hư không không có tướng nên không bị cấu nhiễm. Bồ Tát nói, tâm cũng như vậy, xưa nay vốn thanh tịnh, không chứa chấp trần cấu. Cũng vậy cho đến tất cả Pháp, tự tánh của chúng là không nhiễm. Lại nữa, này Đại vương, tất cả Pháp và Pháp giới chẳng hợp chẳng lìa, vốn tánh bình đẳng, không có sai khác. Nếu ai hiểu rõ điều này, tức là đối với các Pháp không bị chướng ngại, cũng không tăng, không giảm. Khi Bồ Tát Diệu Cát Tường giảng nói Pháp này, vua Ma Già Đà đã giác ngộ tánh không của các Pháp, lòng rất vui mừng, lập tức đạt được Pháp nhẫn vô sinh, phát tâm hy hữu, chắp tay cung kính thưa với Bồ Tát Diệu Cát Tường. Bồ Tát có lòng đại bi và phương tiện thiện xảo, Pháp Bồ Tát nói rất là hy hữu, vi diệu sâu xa, xưa con chưa từng được nghe. Hôm nay con không còn nghi ngờ gì nữa, tâm đã được mở bày sáng tỏ. Bồ Tát Diệu Cát Tường nói, này Đại vương, đừng cho rằng nghi ngờ đã được trừ. Nếu ai nói như vậy, tức là chưa đoạn được các tướng, vì còn có tướng ở nơi tâm thì đó là đại nghi ngờ. Đại vương nên biết, các Pháp tịch diệt không nói năng, không biểu thị, không nghe, không đắc, thì chẳng lẽ có nghi ngờ để trừ sao? Vua nói, thưa Bồ Tát, nếu như vậy thì tất cả phiền não tham sân si có làm chướng ngại tâm không? Bồ Tát nói, này Đại vương, trước đây ta đã nói hư không vốn thanh tịnh, không bị nhiễm. Nghĩa ấy như vậy, này Đại vương, tâm vốn thanh tịnh, phiền não, tánh không, hai Pháp này không nắm bắt được thì sao bị chướng ngại? Cho nên trong tâm đừng có sinh tướng tội cấu. Đại vương nên biết, tâm quá khứ không thể nắm bắt được, tâm vị lai không thể nắm bắt được, tâm hiện tại không thể nắm bắt được, cho đến tất cả Pháp cũng như vậy. Ở trong ba đời không đến không đi, không trụ không chấp, không có chỗ nhập vào, không có chỗ nương tựa, lìa các vọng tưởng, chẳng phải dùng tri kiến để lường kịp. Nếu lìa tướng tri kiến thì đó là Phật nói, cho nên người trí nên quán như vậy, nên hiểu rõ như vậy. Bây giờ nhà vua thưa Bồ Tát Diệu Cát Tường, như Bồ Tát đã nói thì con hiểu rõ tự tánh của tâm, tự tánh của các Pháp xưa nay vốn thanh tịnh, không bị những chướng làm ô nhiễm, cũng không có tướng để nắm bắt được. Cho nên hôm nay ở trước Bồ Tát con được lòng tin không hoại. Bồ Tát nói, này Đại vương, nếu như vậy tức là được giải thoát, xa lìa các lỗi lầm. Nghe Bồ Tát Diệu Cát Tường giảng nói Pháp vi diệu, vua nước Ma Già Đà rất vui mừng, liền đứng dậy đem vải mệnh thượng diệu giá trị hàng trăm ngàn tiền đến dâng cúng Bồ Tát Diệu Cát Tường và định lấy vải ấy khoác vào thân Bồ Tát. Lúc đó trong khoảng một sát na, Bồ Tát biến mất, chỉ nghe giữa không trung có tiếng nói, này Đại vương,
Nếu còn thấy có tướng thì ta không thọ nhận. Nếu muốn ta thọ nhận thì không còn thấy thân mình, không còn thấy thân người, không có người bố thí, không có người được bố thí, cho đến tất cả pháp cũng đều như vậy, không còn thấy các tướng xa lìa tâm chấp giữ. Này đại vương, vải để cúng dường đó nếu có thể thấy thân ai thì nên cúng dường cho vị ấy. Bây giờ có Bồ Tát tên Trí Ngộ, vua liền đem vải ấy dâng cúng Bồ Tát. Bồ Tát ấy nói, này đại vương, nếu còn thấy tướng thì tôi không nhận. Nếu tôi thọ nhận thì không chấp nơi dị sinh, phàm phu và pháp của hàng dị sinh, không trụ vào hữu học và pháp hữu học, không chứng vô học và pháp vô học, không hướng đến duyên giác và pháp duyên giác, cũng không cầu giải thoát niết bàn của chư Phật Như Lai để làm quả chứng. Như vậy, đối với tất cả pháp không có tướng để chấp, hai loại chủ thể thí và đối tượng được thí đều thanh tịnh, không lợi, không đắc. Nếu ai bố thí như vậy thì tôi có thể nhận. Lúc ấy nhà vua định lấy vải khoác vào thân Bồ Tát, nhưng lập tức Bồ Tát đã biến mất, chỉ nghe tiếng trong hư không. Nếu có thể thấy thân ai thì hãy cúng dường vị ấy. Bây giờ có Bồ Tát tên là Thiện Tịch Giải Thoát, vua liền đem vải dâng cúng. Bồ Tát nói, này đại vương, nếu còn thấy tướng thì ta không nhận, nếu ta nhận thì không còn thấy ta thấy và vật ta thấy, chẳng phải hợp phiền não, chẳng phải lìa phiền não, chẳng phải tâm trụ định, chẳng phải tán loạn, chẳng phải trí tuệ, chẳng phải ngu si, lìa các nắm bắt và xả bỏ. Nếu bố thí như vậy thì có thể thọ nhận. Lúc ấy đại vương định lấy vải khoác lên thân Bồ Tát, nhưng lập tức Bồ Tát biến mất, chỉ nghe tiếng trong hư không rằng, nếu có thể thấy thân ai thì hãy cúng dường vị ấy. Là có Bồ Tát tên Tối Thắng Tác Ý, vua liền đem vải đến cúng dường. Bồ Tát nói, này đại vương, nếu còn thấy có tướng thì ta không nhận, nếu ta nhận thì không còn có các tướng. Không hành thân nghiệp, không sinh ngữ nghiệp, không tạo ý nghiệp, không chấp vào uẩn xứ giới, hiểu rõ tất cả pháp đều không thể nắm bắt được. Chẳng phải dùng trí để biết, chẳng phải dùng lời nói để lường xét, không có chỗ nương tựa, mà phải lắng trong như hư không. Người bố thí như vậy thì ta nhận. Lúc ấy nhà vua định đem lấy vải khoác lên thân Bồ Tát, nhưng lập tức Bồ Tát biến mất, chỉ nghe tiếng trong hư không. Nếu có thể thấy thân ai thì nên cúng dường vị ấy. Là có Bồ Tát tên Thượng Ý, vua liền đem vải dâng lên cúng dường. Bồ Tát nói, nếu còn tướng để thấy thì ta không nhận, nếu ta nhận thì không còn chấp tướng và tâm mong cầu. Nếu ai nói phát tâm cầu đạt đạo quả vô thượng Bồ Đề, đó là chấp tướng có mong cầu. Vì sao? Vì lìa tâm hữu tướng, đó là tâm Đại Bồ Tát. Vì tâm này bình đẳng cho nên tâm Bồ Đề cũng bình đẳng. Tâm Bồ Đề này là tâm của tất cả Như Lai. Do tâm bình đẳng cho nên các pháp cũng bình đẳng, không hai không khác, không nắm bắt cũng không xả bỏ. Vì lìa nắm bắt và xả bỏ nên tướng ngã không sinh, tướng ngã đã diệt thì không có gì để mong cầu. Người bố thí như vậy thì ta có thể nhận. Lúc đó nhà vua định lấy vải khoác lên thân Bồ Tát, nhưng lập tức Bồ Tát biến mất, chỉ nghe tiếng trong hư không. Nếu có thể thấy thân ai thì cúng dường cho vị ấy. Để có Bồ Tát tên Ta Muội Khai Hoa, vua liền đem vải đến cúng dường. Bồ Tát ấy nói, còn thấy có tướng thì ta không nhận. Nếu như ta nhận thì đối với tất cả môn Tam Ma Địa đại chứng, nhưng lại vô tướng không phân biệt, hiểu rõ tự tánh của tất cả pháp là không động, tức là Tam Ma Địa. Bố thí như vậy thì ta nhận. Lúc đó nhà vua định đem vải khoác vào thân Bồ Tát, nhưng lập tức Bồ Tát đã biến mất, chỉ nghe tiếng trong hư không. Nếu có thể thấy thân ai thì cúng dường cho vị ấy. Lại có Bồ Tát tên Thành Tựu Ý, vua lại đem vải đến cúng dường. Bồ Tát ấy nói, này đại vương, con thấy có tướng thì ta không nhận. Nếu như ta nhận thì hiểu rõ tất cả ngôn ngữ văn tự, tự tánh vốn không, không có tướng để chấp. Ai sinh tâm ham muốn cầu các pháp thì rơi vào hữu tướng, không gọi là thành tựu. Nếu hiểu rõ tất cả pháp là không sở đắc, tức thành tựu tất cả đều như ý. Bố thí như vậy thì ta nhận. Lúc đó nhà vua định khoác vải lên thân Bồ Tát, nhưng lập tức Bồ Tát biến mất, chỉ nghe tiếng trong hư không. Nếu có thể thấy thân ai thì cúng dường cho vị ấy. Để có Bồ Tát tên Tam Luân Thanh Tịnh, vua liền đem vải đến cúng dường. Bồ Tát ấy nói,
Này đại vương, con thấy có tướng thì ta không nhận. Nếu như ta nhận thì phải không có người cúng dường, không có người thọ nhận. Người thọ nhận không sợ đắc, người cúng dường không sợ đắc. Ngã còn không có thì sở hữu của ngã không cũng không. Bố thí như vậy thì ta nhận. Lúc đó nhà vua định đem vải khoác lên thân Bồ Tát, nhưng Bồ Tát đã biến mất, chỉ nghe tiếng trong hư không. Nếu có thể thấy thân ai thì cúng dường cho vị ấy. Là có Bồ Tát tên Pháp Hóa, vua liền đem vải đến cúng dường. Bồ Tát ấy nói: Này đại vương, con thấy có tướng thì ta không nhận. Nếu như ta nhận thì không lấy niết bàn của Thanh Văn Duyên Giác làm quả chứng, cũng không lấy đại bát niết bàn làm quả chứng, không lìa pháp luân hồi, không cầu pháp niết bàn. Vì sao? Vì sinh tử và niết bàn cả hai đều bình đẳng. Bố thí như vậy thì ta nhận. Lúc ấy nhà vua định lấy vải khoác lên thân Bồ Tát, nhưng Bồ Tát đã biến mất, chẳng nghe tiếng trong hư không. Nếu có thể thấy thân ai thì cúng dường cho vị đó. Nhà vua đã đem vải dâng cúng dường, nhưng các đại Bồ Tát đều ẩn thân không thọ nhận. Nhà vua lại đem vải ấy đến chỗ Tôn giả Đại Ca Diếp thưa: Thưa Tôn giả Ca Diếp, trong chúng thanh văn, Tôn giả tuổi cao đức lớn được Đức Phật khen ngợi là hạnh đầu đà đệ nhất. Cố xin Tôn giả nhận vải thượng diệu này để con được thỏa lòng chấp cúng dường. Tôn giả Đại Ca Diếp nói: Này đại vương, con thấy có tướng thì ta không nhận. Như người mà ta nhận là không có, là không đoạn tham sân si, không bị nhiễm chấp, cho đến vô minh hữu ái cũng đều không đoạn, cũng không tương ưng với không, thấy khổ đoạn tập chứng diệt tu đạo, không thấy Phật, không nghe pháp, không nhập vào tăng chúng, chẳng phải tận trí vô sinh trí mà có thể chứng đắc, có thể chứng. Không có người bố thí, không có người nhận, không có quả lớn, không có quả nhỏ, không có luân hồi để nhầm chán, không có niết bàn để chứng. Các pháp thanh tịnh xa lìa các tướng, người bố thí như vậy thì có thể nhận. Vua liền đem vải định khoác vào thân Tôn giả, nhưng Ca Diếp cũng biến mất, chỉ nghe tiếng giữa hư không nói: Nếu có thể thấy thân ai thì nên cúng dường vị đó. Cứ như vậy, nhà vua đã đem vải quý dâng cúng cho 500 đại thanh văn, nhưng vị nào cũng ẩn thân không thọ nhận. Khi ấy vua suy nghĩ: Chúng thanh văn Bồ Tát này đều không nhận vải cúng dường của ta. Bây giờ ta đem về hậu cung để tặng phu nhân và các quyến thuộc, chắc chắn mọi người sẽ nhận. Suy nghĩ vậy xong, vua đem vải vào cung định đưa cho họ, nhưng vua không thấy thân thấy phu nhân. Vua lại nghĩ sẽ đem cho các cung tần, nhưng cũng chẳng thấy họ đâu cả. Như vậy vua lần lượt quan sát tất cả phòng ốc, cung điện, thành đều trống trơn, chẳng thấy gì cả. Đại vương lại suy nghĩ, vải đẹp thượng diệu này không được cúng dường. Nghĩ vậy xong, vua định lấy vải tự khoác vào thân mình, nhưng tức khắc vua cũng không thấy thân mình đâu nữa, chỉ nghe tiếng giữa hư không. Nếu có thể thấy thân ai thì hãy cúng dường vị ấy. Này đại vương, ông hãy tự quán về sắc thân của mình nay ở đâu. Vua tự quán mà không thấy tướng của mình, thì quán người khác cũng vậy. Tướng của mình và người đều không thể nắm bắt được. Nếu ai thấy được như vậy, tức là thấy pháp chân thật. Pháp chân thật xa lìa là xa lìa tất cả kiến chấp. Vì lìa các kiến chấp cho nên trụ vào pháp bình đẳng. Khi nghe giữa hư không nói như vậy, đại vương lìa tâm hữu tướng, đoạn trừ tưởng nghi ngờ, như từ trong giấc ngủ mà được tỉnh ngộ. Tức thì quyến thuộc, hậu phi, phòng ốc, cung điện, thành quách đều hiện ra sắc tướng của nó trở lại như cũ. Vua liền đến chỗ đại chúng Bồ Tát, lại được nhìn thấy tất cả thân tướng của các Bồ Tát như trước không khác. Bây giờ đại vương đến trước Bồ Tát Diệu Các Tường thưa: Đại chúng Bồ Tát vừa rồi đã đi đâu mà con không thấy? Bồ Tát Diệu Các Tường nói: Này đại vương, vua đừng nghi ngờ, đại chúng này tướng vốn không đến thì đi về đâu? Này đại vương, bây giờ vua có thấy đại chúng đây không? Vua trả lời: Dạ con đã thấy. Bồ Tát hỏi: Vua thấy thế nào? Vua trả lời: Như thấy pháp chân thật thì quán đại chúng này cũng như vậy. Bồ Tát hỏi: Pháp chân thật ấy vua thấy thế nào? Vua trả lời: Pháp chân thật lìa tất cả tướng, chẳng phải dùng mắt để quán, không ở trong, không ở ngoài, không ở chặng giữa, nên nói tướng nơi hai pháp là không thể nắm bắt được. Bồ Tát Diệu Các Tường lại nói với vua: Đại vương nên biết, trước đây vua đã tạo nghiệp ác. Tôi nghe Phật đã ghi nhận là vào đời sau,
sẽ bị đọa vào đường ác, phải không? Vua thưa Bồ Tát, thưa đại sĩ, không có việc ấy. Phật Thế Tôn chưa từng nói người bị đọa đường ác hay người chứng đắc Niết Bàn. Vì sao? Vì trong Pháp chân thật không có hai tướng riêng biệt. Bồ Tát lại nói, này Đại Vương, không phải thế. Như Đức Phật đã nói, nghiệp quả của thiện ác ứng chiếu như vậy. Nếu nói như thế thì nghĩa là thế nào? Đại Vương nói, thưa Đại sĩ Bồ Tát, theo ý của con, thì chư Phật Như Lai, tùy theo phương tiện mà nói, mà khéo nói về sinh tử Niết Bàn, để các chúng sinh nhàm chán khổ nơi sinh tử, mà hướng đến vui của Niết Bàn. Nếu nói một cách như thật, thì sinh tử và Niết Bàn đều bình đẳng. Vì sao? Vì các pháp đều không, không có tự tánh. Tánh của các pháp ấy là tánh của pháp giới. Trong tánh của pháp giới không có hai thứ riêng biệt. Do ý nghĩa đó mà các pháp không chỗ sinh, không chỗ trụ, không ham muốn, không nhàm chán. Nay con có lòng tin chân chánh nên không còn lo sợ. Bồ Tát Diệu Cát Tường nói, lành thay Đại Vương, vừa nói điều này rất rõ ràng, đó là lìa các tướng hữu. Vua nói, thưa Bồ Tát, tự tánh của con là không, vậy người nói là ai? Pháp vốn vô tướng, vậy lìa cái gì? Như Phật đã nói, trong Pháp chân thật thì ngã tướng vốn không lìa tình, chẳng phải là tình, các hành không tạo tác cũng không có người thọ nhận. Bồ Tát nói, Đại Vương, trong Pháp chân thật mặc dù ông đã hiểu rõ nhưng còn sinh chấp trước. Vua hỏi, làm sao để lìa chấp trước? Bồ Tát trả lời, không hủy hoại tướng của cõi ác, đó là không chấp trước. Vua nói, đúng vậy, theo ý của con, tướng của cõi ác là không động chuyển, không hủy hoại, không chấp trước, không có gì lo sợ, nên con đã lìa được các chấp trước, vĩnh viễn không còn sinh trở thấy về tướng hữu, ví như Bồ Tát chứng đắc pháp nhẫn, không còn tưởng về ba độc. Khi ấy Bồ Tát Trí Tràng nói với vua, Đại Vương, đối với đạo trí tuệ, vua đã được thanh tịnh lìa các trần nhiễm, đạt đầy đủ pháp nhẫn. Vô thư Bồ Tát, các pháp rất thanh tịnh, rộng lớn không thể lường, phiền não không thể làm nhiễm ô, Niết Bàn không thể nắm bắt được, chỉ có Phật Thế Tôn mới có thể tự chứng tri. Khi Bồ Tát Diệu Cát Tường và các đại sĩ vào cung vua giảng nói chánh pháp, vua nước Ma Già Đà đạt được pháp nhẫn vô sinh. Trong cung vua có 32 nữ nhân, sau khi thấy Bồ Tát Diệu Cát Tường dùng thần thông biến hóa, tất cả đều phát tâm vô thượng Bồ Đề. Trong chúng hội có 500 người đạt được pháp nhãn thanh tịnh, tất cả dân chúng trong thành Vương Xá đều đem hương hoa thơm đẹp nổi tiếng tụ tập trước cửa cung vua để cúng dường Bồ Tát Diệu Cát Tường và các đại chúng. Bây giờ, Bồ Tát Diệu Cát Tường cảm thấy thương xót tất cả dân chúng trong thành. Để làm lợi ích cho họ, Bồ Tát bèn dùng ngón chân đặt xuống đất. Tức thì mặt đất đều thành màu phệ lưu ly trong suốt, sáng rỡ, thấu cả trong lẫn ngoài. Khi ấy, trong thành tất cả dân chúng, dù nam hay nữ cũng đều được thấy Bồ Tát Diệu Cát Tường và các đại chúng không bị chướng ngại. Ví như gương tròn trong sáng, chiếu rõ mặt của mình, tất cả dân chúng đều chiêm ngưỡng thân tướng của Bồ Tát. Cũng như vậy, lúc đó Bồ Tát Diệu Cát Tường vì họ mà giảng nói. Pháp có 84.000 người đạt được pháp nhãn thanh tịnh, 500 người phát tâm vô thượng Bồ Đề. Sau khi Bồ Tát Diệu Cát Tường thọ sự cúng dường thức ăn uống của vua nước Ma Già Đà, vì vua mà giảng nói giáo pháp thì quyến thuộc trong cung vua cho đến tất cả dân chúng đều được lợi lạc, phát tâm hy hữu và rất vui mừng. Bồ Tát Diệu Cát Tường liền đứng dậy, cùng đại chúng Bồ Tát lần lượt rời khỏi cung vua. Vua nước Ma Già Đà, đám tùy tùng cùng quyến thuộc lễ lại bái tạ và theo các vị Bồ Tát đến pháp hội của Đức Phật. Bồ Tát đã ra khỏi cung vua và đi chậm rãi. Giữa đường, Bồ Tát thấy một người ở bên gốc cây khóc lóc thảm thiết nói, tôi đã tạo nghiệp sát sinh, thật đáng sợ hãi, đời sau nhất định bị đọa vào địa ngục, làm thế nào để tôi được cứu độ đây? Thấy người này, Bồ Tát quán biết căn duyên của họ đã thành thục, có thể hóa độ được. Bồ Tát liền hóa thành một người giống y như người kia, đến gần bên ông ta, cùng khóc lóc thảm thiết, nói như vậy, tôi tạo nghiệp sát sinh rất đáng sợ hãi, đời sau nhất định sẽ bị đọa vào địa ngục. Sau khi nghe vậy, người kia liền nói với hóa nhân, tôi cũng tạo nghiệp sát sinh như vậy, đã gặp nhau ở đây, ai có phương tiện để cứu độ được.
Hóa Nhân liền nói với người kia, chúng ta tạo tội rất nặng, dù rất lo sợ, nhưng không có ai cứu được. Chỉ có Phật Thế Tôn mới có đại phương tiện để cứu độ được thôi. Chúng ta nên cùng nhau đến chỗ Phật. Hóa Nhân nói vậy xong rồi liền đi trước. Người kia thấy vậy cũng đi theo đến chỗ Phật. Sau khi đến pháp hội của Phật, Hóa Nhân đem đầu mặt lễ lạy sát chân Phật và thưa: Bạch Thế Tôn, con tạo nghiệp sát sinh, sợ bị đọa nơi địa ngục, cuối sinh Phật từ bi cứu độ. Thế Tôn liền khen: lành thay này thiện nam, nay ở trước Phật ông đã nói lên lời thành thật, việc ông làm gọi là nói một cách chân thật. Theo lời ông đã nói, người tạo nghiệp sát sinh thì với ông, từ tâm nào mà có tướng tội, là quá khứ, vị lai hay hiện tại? Nếu khởi tâm quá khứ thì quá khứ đã diệt, tâm không thể nắm bắt được. Nếu khởi tâm vị lai thì vị lai chưa đến, tâm không thể nắm bắt được. Nếu khởi tâm hiện tại thì hiện tại không dừng, nên tâm cũng không thể nắm bắt được. Ba đời đều không thể nắm bắt được, tức là không tạo tác. Vì không tạo tác nên thấy tướng của tội ấy ở đâu? Này thiện nam, tâm không chỗ trụ, không ở bên trong, bên ngoài hay chẳng giữa. Tâm không có sắc tướng, chẳng phải xanh, vàng, đỏ, trắng. Tâm không tạo tác vì không có người tạo. Tâm chẳng phải huyễn hóa, vì vốn chân thật. Tâm không có biên giới, vì chẳng hạn lượng. Tâm không lấy bỏ, vì chẳng phải thiện ác. Tâm không động chuyển, vì chẳng sinh diệt. Tâm như hư không, vì không chướng ngại. Tâm không nhiễm tịnh, vì lìa tất cả số lượng. Này thiện nam, những người có trí nên quán như vậy. Ai quán như vậy tức là cầu tất cả pháp nhưng tâm không thể nắm bắt. Vì sao? Vì tự tánh của tâm, tức là tánh của các pháp. Tánh không của các pháp là tánh chân thật. Do nghĩa này, ông không nên lầm lạc mà sinh sợ hãi. Nghe Phật giảng nói pháp chân thật, Hóa Nhân rất vui mừng và thưa với Phật: Thật hy hữu tay, Bạch Thế Tôn. Thế Tôn nói rõ về tự tánh thanh tịnh của pháp giới. Con nay ngộ được tự tánh không của nghiệp tội, nên không sợ hãi, con muốn ở trong Phật Pháp được xuất gia tu đạo, giữ phạm hạnh, cuối sinh Đức Thế Tôn thâu nhận con. Phật nói: Hay thầy, nay thiện nam, nay đã đúng lúc ta thâu nhận ngươi. Khi ấy chỉ trong chốc lát, Hóa Nhân râu tóc tự rụng, mặc ca sa mặc vào thân thành tướng bí xô, và bạch Phật: Bạch Thế Tôn, bây giờ con nhập Niết Bàn, cuối sinh Phật cho phép. Phật nói: Tùy ý. Khi ấy nhờ diệu lực nơi oai thần của Phật, Hóa Nhân liền vọt lên hư không cao 7 cây đa la, hóa lửa tự thiêu thân không còn gì cả, giống như hư không kia. Sau khi thấy Hóa Nhân xuất gia và nghe Phật thuyết pháp, người tạo nghiệp thật liền suy nghĩ: Người này tạo nghiệp tội giống như ta mà được giải thoát trước, ta cũng nên cầu xin Phật hóa độ. Suy nghĩ xong, liền lễ lạy sát chân Phật và thưa: Bạch Thế Tôn, con tạo nghiệp sát sinh, sợ đời sau bị đọa vào đại địa ngục, cuối sinh Phật từ bi rủ lòng cứu độ. Phật nói: Lành thay, này thiện nam, ở trước Phật ông đã nói lên lời thành thật, nghiệp ông đã tạo sinh ở tâm nào, tướng của tội nghiệp ra sao? Vì người này do căn lành đã thành tục, nên sau khi nghe Phật hỏi thì từ các lỗ chân lông trên thân phát ra lửa dữ, cháy xung quanh thân ông. Ông ta liền thưa: Này con này quy y Phật, xin Phật rủ lòng cứu độ con. Bây giờ Đức Thế Tôn bèn duỗi cánh tay vàng lên trên đỉnh đầu ông ta, lập tức lửa trên thân của người ấy liền dập tắt, không còn khổ não và được an lạc lớn. Với lòng tin thanh tịnh chắp tay thưa trước Phật: Thật hy hữu thay, Bạch Thế Tôn, trước đây con nghe Phật dạy nói pháp thanh tịnh, pháp giới lìa tướng, nay con được giác ngộ và tánh không của nghiệp tội, nên không còn tư tưởng sợ hãi. Con cũng muốn ở trong pháp Phật được xuất gia tu trì phạm hạnh, cuối sinh Phật thâu nhận con. Phật nói: Lành thay, đã đúng lúc ta thâu nhận ngươi. Tức thời râu tóc của người này tự động, ca sa mặc vào thân thành tướng bí xô, như người trăm tuổi lạc, các căn ổn định, oai nghi đỉnh đạt, sở nguyện được viên mãn. Bây giờ, Đức Thế Tôn giảng pháp Tứ Đế cho ông ta
Nghe pháp xong, ông ta liền xa lìa trần cấu, đắc pháp nhãn thanh tịnh, lại quán rất kỹ về đế lý. Ngay trong pháp hội, ông ta chứng quả A-la-hán và bạch Phật. Bạch Thế Tôn, bây giờ con muốn nhập Niết Bàn, cúi xin Phật cho phép. Phật nói, tùy ý. Khi ấy, biết xóa biển Phật lên hư không, cao bảy cây đa la, hóa lửa tự thiêu thân, không còn gì cả. Lúc đó, trong pháp hội có 100.000 trời người, phát tâm hy hữu đều cung kính lạy Phật. Kinh Vị Tạng Hữu Chánh Pháp, quyển 6. Sau khi thấy người tạng nghiệp sát sinh kia theo Phật xuất gia, tuyên đắc quả thánh với việc hy hữu như vậy, Tôn giả Xá Lợi Tử thưa Phật, tật hy hữu thay, bạch Thế Tôn. Như Lai có lòng đại từ bi, dùng phương tiện thiện xảo, giảng nói chánh pháp. Người đã tạo nghiệp sát kia, gốc tội rất nặng, mà chỉ trong chốc lát, Như Lai đã cứu độ khiến người ấy được giải thoát. Đây chính là do diệu lực từ phương tiện của chư Phật Như Lai. Pháp mà Ngài đã nói, đều là cảnh giới của chư Phật. Chỉ có đại sĩ Diệu Cát Tường và các Bồ Tát mặc giáp tinh tấn mới hiểu rõ thông suốt. Đó chẳng phải là cảnh giới của hàng thanh văn chuyên giác chúng con. Vì sao? Vì các hàng thanh văn trí tuệ càng hẹp, căn cơ của chúng sinh còn không thể phân biệt được, thì sao có thể hiểu rõ về pháp của phương tiện? Phật nói, đúng vậy, này Tôn giả Xá Lợi Tử, cảnh giới của chư Phật chỉ có các Bồ Tát đạt đầy đủ pháp nhẫn mới có thể hội nhập hàng thanh văn các ông, mặc dầu lìa kiến chấp về Bồ Đắc Già La, nhưng chỉ cầu Niết Bàn tự lợi, mặc dầu tu tập công đức hạnh đầu đà, nhưng cũng chỉ thích cầu đầy đủ về giới định tuệ, không thích tu học pháp của chư Phật. Làm việc gì cũng có tướng, có ngại, cho nên đối với cảnh giới của Phật đều có thể nghĩ bàn. Này Xá Lợi Tử, ông nên biết người tạm nghiệp sát được hóa độ vừa rồi, đã từng cung kính cúng dường trong căn lành với 500 Đức Phật và cũng từng được nghe pháp như vậy. Cho nên người này nay ở trước ta được nghe giảng chánh pháp, nhờ sức từ căn lành xưa kia mà được thấy lý chân thật của các pháp, như pháp mà giải thoát. Lại nữa này Xá Lợi Tử, nếu người nào được nghe chánh pháp này, dù chỉ nghe một bài kệ 4 câu, thì người ấy không bị đọa vào các cõi ác, dứt khổ não, được giải thoát và nhất định thành tựu nhất thiết trí của Phật. Huống gì còn thọ trì độc tụng như pháp mà tu hành. Công đức người ấy đạt được là vô lượng vô biên. Bây giờ Bồ Tát Diệu Cát Tường cùng chúng Đại Bồ Tát, các Đại Thanh Văn Ca Diếp và vua nước Ma Già Đà với quyến thuộc đồng thời trở về pháp hội của Phật Thích Ca Mâu Ni nơi núi Thứ Phong. Sau khi đến chỗ Phật, tất cả đều đã lại sát chân Đức Thế Tôn và lui đứng qua một bên. Bây giờ Tôn giả Xá Lợi Tử nói với vua Ma Già Đà, pháp hy hữu đại thừa mà vua ưa thích, Bồ Tát Diệu Cát Tường đã khai thị giả nói. Như vậy, với pháp ấy, vua thật sự đã hiểu rõ rồi chăng? Vua trả lời, thưa Tôn giả, tôi đã hiểu rõ về pháp hy hữu. Tôn giả Xá Lợi Tử hỏi, vua hiểu rõ như thế nào? Vua trả lời, theo ý của tôi, thì đối với tất cả pháp lìa các nhiễm chấp, không được, không mất, chẳng nắm bắt, chẳng xả bỏ, chẳng phải cảnh giới của tâm, tướng không thể nắm bắt, tức là pháp chân thật. Hiểu rõ như vậy nên dứt hẳn các nghi ngờ, tất cả các chướng lụy không do đâu mà sinh. Tôn giả Xá Lợi Tử bạch Phật, bạch Thế Tôn, căn lành của vua Ma Già Đà đã thành thục, ưa thích mùi hương pháp sâu xa của Đại Thừa, thấy được pháp vô sinh, tận trừ các nghiệp chướng. Như vậy là thật sự đã diệt tận hay là còn? Việc này như thế nào? Cúi xin Phật hãy giảng nói cho con. Phật bảo này Xá Lợi Tử, nghiệp chướng hiện cổ của nhà vua này đều tiêu hết không còn. Này Xá Lợi Tử, ví như hạt cải, lượng của nó rất nhỏ, núi chúa Tu Chi có thể nghiền nát nó được không? Ông nên biết, nghiệp chướng của vua giống như hạt cải, còn pháp thâm diệu mà ta đã giảng nói giống như núi chúa kia. Cho nên vua ấy được nghe pháp thâm diệu thì đâu còn chướng lụy nào mà không diệt tận. Tôn giả Xá Lợi Tử thưa, thật hy hữu thay, bạch Thế Tôn. Vua này thật là lợi căn sáng suốt,
có thể nghe pháp, hiểu rõ và diệt sạch các chướng. Như những gì Phật nói là chân thật, không hư dối. Phật nói, này Xá Lợi Tử, vua này đã từng cung kính cúng dường trong các căn lành với 72 câu chỉ Đức Phật ở thời quá khứ. Sau khi nghe chánh pháp từ nơi chư Phật ấy, nhờ căn lành đó nên về đời vị lai, vua nhất định chứng đắc đạo quả vô thượng Bồ Đề. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, ông có thấy Bồ Tát Diệu Cát Tường này không? Tôn giả Xá Lợi Tử trả lời, thưa, đã thấy. Phật nói, nay vua nước Ma Già Đà này đã có nhân duyên lớn với Bồ Tát Diệu Cát Tường. Nay Xá Lợi Tử, về quá khứ có kiếp tên Vô Cấu, có Phật ra đời hiệu là Diệu Tý. Trong kiếp ấy lại có ba câu chi Đức Phật hiện ra đời, chư Phật kia đều do Bồ Tát Diệu Cát Tường khai mở tâm đạo. Chư Phật Như Lai ấy sống rất lâu, chuyển đại pháp luân, làm lợi ích cho chúng sinh. Trong kiếp đó, vua nước Ma Già Đà đã được gặp Bồ Tát Diệu Cát Tường giáo hóa mà phát tâm vô thượng Bồ Đề. Sau khi phát tâm, vua đã trồng các căn lành nơi chư Phật Thế Tôn ấy mà nghe thọ pháp hy hữu của Đại Thừa. Này Xá Lợi Tử, ông nay nên biết, nhờ nhân duyên căn lành sâu dày đó mà sau khi vua Ma Già Đà qua đời, vượt qua 400 cõi Phật ở phương trên có cõi Phật tên Trang Nghiêm. Đức Phật nơi cõi đó hiệu là Bảo Tụ Như Lai ứng cúng chánh đẳng chánh giác. Nhà vua sẽ sinh vào cõi Phật ấy, cũng gặp Bồ Tát Diệu Cát Tường, nghe thọ pháp thâm diệu, nghe rồi vua hiểu rõ ràng và chứng pháp nhẫn vô sinh. Cho đến đời vị lai, Bồ Tát Từ Thị nơi cõi Ta Bà này sau khi thành tựu đạo quả vô thượng chánh giác, thì vua Ma Già Đà ấy từ cõi Phật Trang Nghiêm kia sẽ sinh đến, ở trong pháp của Như Lai Từ Thị, được làm Bồ Tát tên là Vô Động. Lúc ấy vua cũng gặp Bồ Tát Diệu Cát Tường. Bây giờ, Như Lai Từ Thị sau khi giảng nói lại pháp cho Bồ Tát Vô Động đã được nghe từ thuở quá khứ, bèn nói với đại chúng, các ông có thấy Bồ Tát Vô Động kia không? Bồ Tát này đâu phải người nào xa lạ, chính là vua nước Ma Già Đà trong pháp hội của Phật Thích Ca Mâu Ni ở quá khứ. Vị này được nghe thọ chánh pháp nơi Bồ Tát Diệu Cát Tường và được đắc pháp nhẫn vô sinh. Phật bảo, này Xá Lợi Tử, khi Như Lai Từ Thị giảng nói pháp vi diệu cho Bồ Tát Vô Động, trong chúng hội có 8.000 Bồ Tát chứng đắc pháp nhẫn vô sinh, 24.000 các tiểu Bồ Tát tiến lên sơ địa. Này Xá Lợi Tử, từ đó về sau, Bồ Tát Vô Động ấy tu hành trong 800 A Tăng kỳ kiếp, làm thanh tịnh cõi Phật giáo hóa chúng sinh, hướng vào địa Thanh Văn Duyên Giác và Bồ Tát, khiến cho các chúng sinh diệt trừ tất cả nghiệp chướng, diệu độ chánh pháp trước hết nghi ngờ. Sau khi trải qua 800 A Tăng kỳ kiếp, Bồ Tát Vô Động ở thế giới vô nhiễm sẽ được chứng đắc đạo quả vô thượng Bồ Đề, hiệu là thanh tịnh cảnh giới Như Lai ứng cúng chánh đẳng chánh giác, đầy đủ 10 tôn hiệu. Đức Phật ấy sống 4 trung kiếp, chánh pháp trụ ở đời một câu chi năm, có 70 vạn chúng thanh văn đều đầy đủ 3 minh 6 thông, đắc 8 giải thoát, có 12 câu chi chúng đại Bồ Tát, tất cả đều đầy đủ phương tiện trí tuệ, tất cả chúng sinh nơi cõi đó đều ưa thích pháp sâu xa. Đức Phật Như Lai ấy giảng nói rộng rãi khắp nơi, chúng sinh nghe pháp đều giác ngộ, lìa các phiền não, thân tâm thanh tịnh và không còn tưởng và tướng ngã. Bây giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng nói về vua Ma Già Đà sẽ thành Phật cho tôn giả Xá Lợi Tử nghe. Trong pháp hội có 32.000 tiên tử phát tâm cầu đạo quả vô thượng Bồ Đề, họ cùng phát nguyện, con nguyện sẽ được sinh vào thế giới vô nhiễm để thấy Đức Như Lai thanh tịnh cảnh giới thành đạo chánh giác. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni liền thọ ký cho họ, các vị sẽ được sinh vào thế giới đó để thấy Như Lai ấy thành tựu đạo quả chánh giác. Thọ đó, vua nước Ma Già Đà có một thái tử tên Nguyệt Cát Tường, vừa mới 8 tuổi, trước đây có theo phụ vương đến pháp hội của Phật. Sau khi nghe pháp của Phật, thái tử tự cởi các thứ châu báu anh lạc đeo nơi cổ, dâng lên cúng dường Đức Phật và nguyện như vậy: nay con xin dâng cúng Phật để được căn lành mà hồi hướng đến đạo quả vô thượng Bồ Đề. Con nguyện vào đời sau được sinh trong cõi Đức Như Lai thanh tịnh cảnh giới, làm Kim Luân Vương trọn đời. Con đem tứ sự cúng dường Đức Phật ấy và chúng bí xô. Sau khi Phật ấy diệt độ, con sẽ thâu lấy xá lợi của Phật mà cung kính cúng dường. Con nguyện tiếp tục ở cõi Phật đó chứng đắc đạo quả vô thượng Bồ Đề. Thái tử Nguyệt Cát Tường phát nguyện xong, nhờ diệu lực từ oai thần của Phật nên anh lạc được cúng dường, đã trụ trong hư không, phía trên Đức Phật biến thành lầu bảy báu,
bên trong có tòa bảy báu, trên tòa có Phật ngồi kiết già trang nghiêm, đầy đủ tướng tốt. Bây giờ từ giữa chặng mày của Đức Thế Tôn phóng ra ánh sáng nhiều màu xanh vàng đỏ trắng hồng lục, tỏa chiếu khắp vô biên thế giới, lên đến cõi phạm thế cho tất cả ánh sáng mặt trời mặt trăng. Ánh sáng ấy tỏa chiếu xong thì trở lại bao quanh Phật ba vòng, rồi nhập nơi vào đỉnh đầu của Đức Thế Tôn. Tôn giả A Nan đứng dậy, rịch bày vai phải, gối phải quỳ sát đất, chắp tay thưa trước Phật nói kệ: Đại Mâu Ni đã đến bờ kia, đầy đủ các công đức thù thắng, được trời người thế gian tôn quý, bậc nhất thiết trí lìa các chấp, căn tánh, tâm hành của chúng sinh, Như Lai đều biết rõ tận tường, giảng pháp diệu làm lợi quần sinh, bậc tối thắng hơn cả thế gian. Ánh sáng lớn hy hữu phóng ra, chiếu khắp tất cả cõi mười phương. Câu chi na do tha chúng sinh, nhờ ánh sáng chiếu được an ổn, bậc thiện thệ đã đủ mười lực, niệm tuệ viên mãn xuất thế gian, biết rõ tâm, việc làm chúng sinh, giảng pháp đoạn nghi không ai bằng. Tất cả phạm vương và đế thích, mặt trời trăng sao các cõi trời, nghe Phật giảng nói môn pháp diệu, xa lìa phiền não được an ổn, Như Lai tối thắng trong tất cả, chúng sinh nào nghi được giải bày, duyên gì nay phong ánh sáng ấy, xin Phật từ bi nói cho con. Thế Tôn bảo Tôn giả A Nan, ông có thấy Thái tử Nguyệt Cát Tường chăng? Tôn giả A Nan thưa, dạ thưa, con đã thấy. Phật nói trong quá khứ, Thái tử này đã tu hạnh Bồ Tát, cũng dường Như Lai đã trồng sâu căn lành, do cơ duyên ấy đã thành thục, nay ở trước ta phát tâm vô thượng Bồ Đề, nêu bài đại thệ nguyện. Vì thế mà Như Lai phóng ra ánh sáng này. Này A Nan, vào đời Vị Lai trong pháp của Đức Như Lai thanh tịnh cảnh giới ở cõi vô nhiễm, Thái tử này làm Kim Luân Vương, cúng dường Đức Phật ấy và chúng Bí Xô. Sau khi Đức Phật ấy diệt độ, vương lại thâu lấy xá lợi để cung kính cúng dường. Vì Kim Luân Vương ấy qua đời thì sinh vào cõi trời Đấu Xuất, sống trong thế giới vô nhiễm mãn một kiếp. Kim Luân Vương chứng đắc đạo quả vô thượng Bồ Đề, tên là Nhật Tràng Như Lai, ứng cúng chánh đẳng chánh giác, đầy đủ mười tôn hiệu. Đức Phật Thế Tôn ấy và tất cả chúng Bồ Tát Thanh Văn đều có tuổi thọ như nhau. Được nghe Đức Phật tọa ký cho Thái tử Nguyệt Cát Tường, các chúng Bồ Tát từ phương khác đến pháp hội đều bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và Bồ Tát Diệu Cát Tường ở nơi nào cũng làm đại Phật sự, đem lại lợi ích cho chúng sinh không uổng phí. Vì sao? Vì Đức Phật và Bồ Tát với tâm đại bi làm các phương tiện ở nơi thành ấp đô thị cho đến khắp cả xóm làng, đều vì các chúng sinh mà giảng pháp giáo hóa, để các chúng sinh nghe pháp được giải thoát lìa các sợ hãi, đoạn trừ tất cả phiền não chướng nạn. Hôm nay chúng con được ở đây nghe Đức Phật và Bồ Tát Diệu Cát Tường giảng nói pháp diệu, và thấy việc hy hữu phóng ánh sáng làm lợi ích chúng sinh thật không uổng phí. Đức Thế Tôn bảo các Bồ Tát: Này các thiện nam, đúng vậy, đúng vậy, Phật và Bồ Tát ở nơi nào cũng vì các chúng sinh giảng nói chánh pháp, hành hóa Phật sự, nên quán nơi ấy như tháp của Phật. Vì sao? Vì trong đời quá khứ, ta gặp Đức Như Lai Nhiên Đăng. Vì ta có lòng tin sâu sắc, nên đã trải tóc trên đất để nâng chân Đức Phật, ta liền chứng đắc pháp nhẫn vô sinh. Biết ta đã đắc pháp nhẫn vô sinh, Đức Như Lai Nhiên Đăng liền thọ ký đạo quả vô thượng Bồ Đề cho ta và nói: Qua A Tăng kỳ kiếp về đời sau, ông sẽ được thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni, ứng cúng chánh đẳng chánh giác, đầy đủ mười tôn hiệu. Sau khi thọ ký cho ta, Đức Phật Giang đang nói với chúng Bí Xô: Ở đất này các ông nên có ý tưởng tôn trọng, đừng khinh khi. Vì sao? Vì ở đất này có thiện nam trải tóc trên đất để nâng chân Thế Tôn, do diệu lực thù thắng ấy mà đạt được đầy đủ pháp nhẫn, làm cho tất cả hàng trời người ở vùng đất này chiêm ngưỡng cung kính, giống như tháp của Phật không khác. Lúc Đức Phật Nhân Đăng giảng nói như vậy, có 80 câu chi trời người đồng thanh thưa Phật: Bạch Thế Tôn, chúng con ở đất này có lòng tôn trọng cung kính như tháp của Phật. Khi ấy trong pháp hội có một trưởng giả tên Hiền Thiên bạch Phật Nhân Đăng: Này con xây tháp bảy báu ở đây để các chúng sinh chiêm ngưỡng đã lại đạt được phước đức. Theo lời nói, trưởng giả sinh tâm hy hữu, tập trung tất cả cho báu xây một ngọn tháp cao, rộng, đẹp đẽ, trang hoàng đủ loại. Công trình ấy rất nguy nga, chẳng phải là một ngày mà hoàn thành. Sau khi xây tháp xong, trưởng giả liền đến thưa Phật Nhân Đăng: Bạch Thế Tôn,
con đã xây xong ngọn tháp bảy báu rất đẹp, vậy đời sau con được bao nhiêu phước? Phật nói, này trưởng giả, nếu có thiện nam nào ở nơi vùng đất của Đại Bồ Tát Đại Chứng Đắc Pháp Nhẫn Vô Sinh, chọn đào lấy đất ấy xuống tới đụng nước, rồi lấy đất này cung kính cúng dường, thì phước đạt được, hãy còn như là cúng dường tháp miếu của Phật, huống chi là nay ông, dưới lòng tin thanh tịnh, xây tháp bảy báu nên phước đức đạt được nhiều gấp bội người kia, vô lượng, vô biên, không thể lường tính. Phật nhân đang lại nói với trưởng giả hiền thiện, hôm nay ở đây, ông trồng sâu căn lành, thì vào đời vị lai sẽ được Phật Thích Ca Mâu Ni thọ ký đạo quả vô thượng chánh giác. Vì các Bồ Tát từ phương khác đến Pháp hội, Đức Phật Thích Ca đã nói về nhân duyên thọ ký tuổi xưa và bảo các Bồ Tát. Các ông nên biết, khi xưa, ta đã trồng căn lành nơi Phật Nhân Đăng, đời nay ta được thành Phật. Lúc ấy, ta đã đạt được địa của Pháp Nhẫn, được trời người ở đó cung kính như tháp Phật. Hôm nay, các ông ở nơi vùng đất này cũng nên có lòng tôn kính. Lại nữa này các Bồ Tát, các ông nên biết, trưởng giả hiền thiên thổ ấy không phải người nào lạ, nó chính là trưởng giả hiền thiên này đây. Vì trong pháp thổ ấy cũng tên là hiền thiên, đời sau, vị này sẽ được thành Phật hiệu là Thiện Kiến Như Lai, ứng cúng, chánh đẳng, chánh giác, đầy đủ 10 tôn hiệu. Lại nữa này các Bồ Tát, pháp thâm diệu ta đã giảng nói, nếu có Bí-xô-đi, Ưu-bà-tắc-ưu-bà-di nào, thọ trì, đọc tụng, giảng nói cho người khác, thì nơi vị ấy được ở, được trời người cung kính tôn trọng như tháp Phật không khác. Lại nữa này các Bồ Tát, nếu có thiện nam thiện nữ nào tu hành bố thí, tập trung bảy báu đầy khắp tam thiên đại thiên thế giới, ngày đêm sáu thời cúng dường chư Phật và chúng Bí-xô, như vậy cho đến kiếp tận cũng không bằng đối với chánh pháp vị tăng hữu này, mà nghe thọ trì đọc tụng dù chỉ mỗi một bài kệ bốn câu thì công đức của vị này nhiều hơn gấp bội vị trước. Lại nữa, nếu người nào tu hành trì giới trong một kiếp giữ giới pháp của Phật không hủy phạm, viên mãn tất cả công đức của tịnh giới cũng không bằng đọc tụng thọ trì chánh pháp này, công đức này nhiều hơn trước cả ngàn lần. Lại nữa, nếu người nào tu hành nhẫn nhục trong một kiếp luôn tu nhẫn nhục đối với tất cả chúng sinh không sân hận, làm hại, đạt được hạnh nhẫn viên mãn như vậy, nhưng cũng không bằng đọc tụng thọ trì chánh pháp này, rồi như pháp mà tu hành đạt được pháp nhẫn đầy đủ công đức, như vậy là tối thượng. Lại nữa, nếu người nào tu tinh tấn trong một kiếp siêng năng giáo hóa tất cả chúng sinh, tâm không chút biến trễ, đạt được tinh tấn viên mãn, nhưng không bằng thọ trì đọc tụng chánh pháp này, công đức đạt được nhiều gấp bội ở trước. Lại nữa, nếu có người nào tu thiền định trong một kiếp trụ trong định nhất tâm chuyên chú, xa lìa các tán loạn, đạt được hạnh định viên mãn như vậy, cũng không bằng thọ trì đọc tụng chánh pháp này, công đức đạt được nhiều gấp bội ở trước. Lại nữa, nếu người nào tu trí tuệ trong một kiếp tu các phương tiện trí tuệ, đạt được trí tuệ viên mãn như vậy, nhưng không bằng nghe thọ trì đọc tụng chánh pháp này, công đức đạt được là lớn lao vô lượng, sớm viên mãn quả nhất thiết trí. Nghe Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng nói về công đức sâu xa của pháp này, các Bồ Tát từ phương khác đến Pháp hội đều thưa Phật: Bạch Thế Tôn, chúng con nghe thọ pháp này, khi trở về thủ trú xứ sẽ giảng nói rộng khắp cho mọi người để các chúng sinh đều được lợi ích. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói: lành thay, này các thiện nam, các ông nên làm cho pháp này được truyền bá khắp, hãy vì các chúng sinh mà thi hành Phật sự. Lúc này các vị Bồ Tát ấy bèn tung rải hoa đẹp đầy khắp tam thiên đại thiên thế giới để cúng dường Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và Bồ Tát Diệu Cát Tường, rồi nói: nguyện cho chánh pháp này tồn tại lâu dài trong cõi Diêm Phù Đề để làm lợi ích cho tất cả chúng sinh. Nguyện Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và Bồ Tát Diệu Cát Tường sống lâu nơi thế gian, phóng ra ánh sáng pháp để chiếu soi khắp chúng sinh. Hôm nay chúng con được dự vào pháp hội này, được thấy Phật Thế Tôn, được nghe nói pháp diệu là đều nhờ Bồ Tát Diệu Cát Tường khuyên dạy. Giả sử chúng con sợ bỏ đầu mắt tay chân của mình để cúng dường, cũng còn không thể báo trọn ân của Bồ Tát. Nay tung rải hoa này chưa gọi là báo ân cúng dường. Cho nên nếu có thiện nam thiện nữ nào được thấy chư Phật, được nghe chánh pháp, giả sử sợ bỏ đầu mắt tay chân của mình cũng không bao giờ báo ân hết cho chư Phật. Cho nên đối với Phật, Bồ Tát và các kinh pháp cần phải có lòng tin thanh tịnh,
tôn kính cúng dường, đừng xem thường và có ý tưởng nghi ngờ. Ai có ý tưởng như vậy sẽ mất trọng tội. Nói xong, các đại Bồ Tát từ phương khác đến Pháp hội, đều cung kính lại sát chân Đức Thế Tôn, đi nhiễu quanh Phật ba vòng, rồi biến mất khỏi Pháp hội, trở về nơi cõi Phật của mình. Mỗi vị ở trước mỗi Đức Phật thưa, ở cõi Ta Bà, con được nghe Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và đại Bồ Tát Diệu Cát Tường giảng nói chánh pháp. Sau khi thọ trì, con sẽ giảng nói rộng rãi cho chúng sinh ở đây, để tất cả chúng sinh nhất định chứng đắc đạo quả, vô thượng Bồ Đề. Bây giờ Tôn giả Đại Ca Diếp thưa Phật, bạch Thế Tôn, chánh pháp này rất là hy hữu. Con đã thấy Bồ Tát Diệu Cát Tường thọ nhận thức ăn cúng dường trong cung của vua nước Ma Già Đà. Bồ Tát giảng nói pháp ấy cho vua và nhà vua, đã chứng đắc pháp nhẫn vô sinh, con cũng tùy hỷ nghe thọ pháp ấy, tự thầm trách mình nên rất vui mừng. Bạch Thế Tôn, về đời sau, nếu có chúng sinh nào nghe chánh pháp này, hiểu một cách đúng đắn thì người ấy mới có thể biết được tự tánh của pháp, đoạn trừ các nghi ngờ, đương lai nhất định thành tựu đạo quả, đẳng chánh giác. Phật nói này Ca Diếp, lành thay, ông nói lời ấy thật rất hoàn hảo. Nếu các chúng sinh nào sau khi nghe pháp này vào đời Vị La chắc chắn sẽ chứng quả Bồ Đề của Phật. Đức Phật bảo Bồ Tát Từ Thị, ông nay nên thọ trì pháp này và đời rốt ráo sau hãy giảng nói rộng khắp, lưu truyền để cho các chúng sinh được lợi ích, được an lạc lớn. Bồ Tát Từ Thị thưa, theo lời Thế Tôn chỉ dạy, con xin sẽ thọ trì. Bạch Thế Tôn, ở nơi Phật thời quá khứ con cũng đã từng nghe thọ pháp này, nay ở trước Phật con lại được nghe, thật là hân hạnh sung sướng. Vào đời sau con sẽ hộ trì, giảng nói truyền bá để pháp này tồn tại lâu dài. Đến khi qua đời con sinh lên cõi trời Đâu Xuất, ở đấy nếu có chúng sinh nào căn tánh thành thục, ưa thích pháp đại thừa thì con cũng khai thị, giảng nói để người ấy phát tâm đạo. Còn ở cõi Diêm Phù Đề thì không khiến bị đứt đoạn. Là trong đời mạt pháp, có thiện nam thiện nữ nào tọa trì độc tụng chánh pháp này, nếu bị các ma làm nhiễu loạn, thì khi đó con bí mật đến các nơi ấy để hết lòng bảo vệ, không để các ma làm hại. Bạch Thế Tôn, trong đời mạt pháp, nếu ai được nghe pháp này rồi đồng tụng y như pháp tu hành, thì nên biết đó là do oai thần của Phật kiến lập. Bây giờ Đức Phật bảo Thiên Chủ Đế Thích, này Kiều Thi Ca, ông hãy thọ trì ghi nhớ chánh pháp này để ủng hộ cho đời sau cùng. Vì sao? Vì pháp này có thể đoạn trừ các nghi ngờ, có thể làm sạch các nghiệp chướng, bình đẳng với các pháp, lại có oai lực lớn. Đế Thích nên biết, nếu gặp lúc đánh nhau với chúng Atula, ông nên ghi nhớ pháp này sẽ được chiến thắng, còn Atula sẽ rút lui. Lại nữa, nếu ai ở trong các nạn như nạn vua, nạn giặc cướp, nạn hổ lang, trùng thú, kẻ ác mà tư duy, ghi nhớ pháp này thì người ấy sẽ tránh xa được các nạn. Thiên Chủ Đế Thích thưa, theo Thế Tôn chỉ dạy, con sẽ hộ trì pháp ấy vào đời sau cùng. Nếu thành ấp đô thị, xóm làng, chỗ nào có pháp ấy, con sẽ đến đó cung kính cúng dường. Có ai trì giữ pháp này thì con sẽ đến bảo vệ giúp đỡ. Bây giờ, Phật bảo Tôn giả A Nan, Tôn giả hãy thọ trì chánh pháp này của ta vào đời sau cùng, dốc sức giảng nói lưu truyền rộng khắp nơi các chúng sinh. Vì sao? Vì pháp này thâm diệu xưa chưa từng có. Nếu người nam, người nữ nào thọ trì pháp ấy, thì chấm dứt được các nghi ngờ, diệt trừ tất cả phiền não, có uế, cho nên Tôn giả phải ghi nhớ, thọ trì. Tôn giả A Nan thưa, Bạch Thế Tôn, con nhờ oai thần của Phật gia hộ và đời sau cùng sẽ giảng nói rộng khắp pháp này để các chúng sinh đều được lợi ích. Bạch Thế Tôn, kinh này tên là gì? Chúng con phụng hành như thế nào? Phật nói, này A Nan, kinh này tên là Vị Tằng Hữu Chánh Pháp, nên thọ trì như vậy. Sau khi Đức Thế Tôn phó chúc lại cho các Bồ Tát Thanh Văn và Đế Thích, thì Đức Thế Tôn ngay trong pháp hội từ hai bên thân phóng ra ánh sáng lớn chiếu khắp tất cả thế giới nơi mười phương. Trong ánh sáng ấy phát ra âm thanh phi diệu bảo đại chúng. Chánh pháp mà Như Lai ứng cúng, chánh đặng chánh giác đã giảng nói, dù cho kiếp hoại, biển lớn có khô cạn đi nữa, nhưng chánh pháp này không hề bị hủy hoại, có thể đem lại lợi ích lớn cho chúng sinh. Sau khi từ nơi ánh sáng phát ra âm thanh như vậy, rồi thì ánh sáng ấy lại quay tròn quanh thân Phật.
Đức Thế Tôn bảo Tôn giả A Nan, ông hãy giữ gìn lời nói của ta, đừng quên mất, vào đời sau sẽ dạng rõ pháp ấy, làm lợi ích cho tất cả chúng sinh. Khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng nói vị tằng hữu chánh pháp có 9.600.000 hàng trời người xa lìa trần cấu, đắc pháp nhãn thanh tịnh, 780.000 người phát tâm cầu đạo quả vô thượng bồ đề, 32.000 bồ tát đắc pháp nhẫn vô sinh, 80.000 bí xô không chấp giữ nơi các pháp được lậu dứt sạch ý thông tỏ. Lúc này tam thiên đại thiên thế giới đều chấn động sáu cách cõi trời, cõi dục, cõi sắc ở trong hư không trỗi lên 100.000 âm nhạc để cúng dường Thế Tôn và pháp đại giảng nói. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng nói chánh pháp này xong, tất cả các ma ngoài đạo nghe được thảy kinh hãi nên đều quy y Đức Phật, giống như Phật ban đầu chuyển pháp luân chiến thắng thiên ma. Pháp này là dấu ấn của chư Phật, là dấu ấn của đại pháp, là dấu ấn của giải thoát. Người nào có trí nên học như vậy, tu hành như vậy. Sau khi Phật nói kinh này xong, vua nước Ma Già Đà cùng quyến thuộc, các đại Bồ Tát, Diệu Cát Tường, các đại Thanh Văn, Đại Ca Diếp, A Nan, Xá Lợi Tử, Mục Kiền Liên, cho đến trời người nơi thế gian, các chúng Atula, Càn Thất Bà, nghe Phật giảng nói, thầy đều rất hoan hỷ, tín thọ, phụng hành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Kinh Vị Tằng Hữu Chánh Pháp.